Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh Life is by Moto Vlog. Thì cũng đã lâu mình làm một cái series video về cái phượt Enduro từ Sài Gòn đi La Ghi, Bình Thuận. Thì video này là video hình như tập số 4 thì phải. Thì cũng gần 9 tháng rồi mình mới có thời gian mình quay lại để mình tiếp tục mình làm cái chuỗi video này. Thì lúc này tụi mình đã dừng nghỉ trưa ở một cái quán ven đường. Và cái tình trạng chiếc xe xảy ra một cái sự cố là xe ông anh của mình á bị té và cái phần tay côn nó đập xuống đất và nó bị gãy bung ra. Thì bạn dẫn tour, bạn đã khắc phục nhanh bằng cách là dùng cái băng keo dính để dán lại được các bạn. Đó, sửa nhanh và để còn tiếp tục được lên đường. Thì sau khi ăn uống xong, tụi mình chuẩn bị hành trang và tụi mình tiếp tục lên đường. Thì sau khi ra cổng đó, các bạn thấy có mấy đứa em bé nè, mấy đứa nít nè, nó nhìn ngắm các idol cao cao, quẩy chào các kiểu. Rồi thôi, bây giờ thì tụi mình tiếp tục lên đường nha các bạn. Lúc này chắc cũng khoảng tầm 2 giờ mấy, 3 giờ các bạn. Nắng rất là gắt luôn. Thì đi vào cái thời điểm mùa hè như thế này á, rất là nóng. Và cái việc mà mất nước, mất điện giải là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ thì đoàn tụi mình đã vô đường đất đỏ. Thì hai bên các bạn thấy là trồng những cái vườn tiêu rất là xanh mát. Ngoài ra có những cái cánh đồng mì nè các bạn. Đường này thì nói chung là cũng dễ dàng, chưa có khó gì đâu. Mình đi chủ yếu là mình trải nghiệm cái khung cảnh thiên nhiên, nó hùng vĩ, nó bao la, rồi chiêu các kiểu. Nó sẵn mình đi mình xem những cái cánh đồng, cánh rừng người ta trồng gì, để mình có thêm những cái trải nghiệm mới, những kiến thức chẳng hạn. Rồi bây giờ các bạn cùng theo tụi mình đi phượt nha. Phía trên góc màn hình là có một cái bản đồ nhỏ nhỏ các bạn. Thì bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục mình quẹo bên tay phải. Mình quay về cái hướng nam. Đó. Và tiếp tục lên con đường. Các bạn thấy bên tay trái nè, người ta hình như là có trồng điều các bạn. Đường này thì nói chung là cũng không có lầy lắm các bạn. Còn đi được, rất là ok. Thì trong đoàn chỉ có 3 người thôi, mình, ông anh với lại một bạn dẫn tour. Thì mình đang điều khiển cái chiếc Honda CRF 150L. Còn ông anh mình với bạn dẫn tour thì đi chiếc Honda XR 150. Thì sẵn video này mình cũng làm một cái so sánh giữa cái hai chiếc này. Thì Honda CRF và Honda XR 150 nó có một số cái điểm như sau về cái thiết kế á. Honda CRF 150 thì thiết kế dành cho xe off-road, thì nó có vẻ ngoài nó thể thao chắc chắn, có kiểu dáng dựa trên các cái mô tô cào cào, mô tô cross đó các bạn. Còn Honda XR 150 thì nó thiết kế nó đa dụng hơn với cái vẻ ngoài là phong cách là dual sport. Nó thiết kế để đáp ứng nhu cầu vận hành cả trên đường phố lẫn trên địa hình gồ ghề. Như vậy nói tới đây á, thì các bạn sẽ biết á, là con CRF 150 á, các bạn đi off-road rất là ngon. Tuy nhiên là đi đường trường nó sẽ bị rần, nó tê, tại vì cái lớp nó là lớp bánh gai. Còn đối với XR 150 á, thì cái bánh của nó gai nhưng mà nó gai nó không có to. Thành ra các bạn đi đường trường nó cũng không có bị rần nhiều lắm ha. Rồi cái điểm thứ hai nó là về động cơ. Đối với Honda CRF 150 á, thì sử dụng cái động cơ 4 thì cylinder. Còn Honda XR 150 á, thì sử dụng động cơ cũng 4 thì luôn, cylinder, cũng dung tích xy lanh nhưng mà 150cc. Còn về hộp số thì cả hai nó đều là sử dụng hộp số 5 cấp các bạn. Hệ thống treo thì XR 150 á, thì sử dụng ống lòng. Còn đối với CRF 150 á, thì sử dụng cái phục upside down. Thì dĩ nhiên là upside down nó sẽ xịn hơn rồi. Còn về hệ thống phanh á, thì đối với Honda CRF 150 phía trước lẫn phía sau sử dụng phanh đĩa. Còn đối với XR 150 á, thì phía trước là nó là phanh đĩa nhưng phía sau là phanh tang trống nha các bạn. Nói chung là về cái mục đích sử dụng á, thì Honda CRF 150 á, thì thích hợp cho cái việc là đi off-road, địa hình gồ ghề và tham gia những cái hoạt động địa hình, đua địa hình các kiểu. Còn đối với XR 150 thì nó sẽ đa dụng hơn, thì phù hợp cho các bạn vừa đi phố nè và địa hình khắc nghiệt, và đi off-road thì những cái cung đường off-road mà nó cũng không quá khó thì có khả năng là chiến tốt. Rồi thì đó là một số cái thông tin so sánh cơ bản thôi các bạn ha.
quay lại cái cung đường thì lúc này tụi mình cũng đã ra đường nhựa nè. Thì mình chạy trên đường nhựa nhận nó cũng hơi rặn thiệt các bạn, tại cái lớp của nó là lớp gai, cái lớp gai nó bự, cái rãnh nó sâu các bạn ha, thành ra là đi nó sẽ nghe tiếng u cái tiếng gió lùa các bạn đó. Nhưng mà khi các bạn vô cái đường đất á, cái độ tự tin chắc chắn độ bám đường nó sẽ ngon hơn XR150 ha. Lúc này thì tụi mình cũng đang đi về cái hướng đông các bạn đó, cũng là cái vườn trồng bắp nè, trồng tiêu nè, bầu trời thì xanh ngắt luôn và nhiệt độ cũng khá là nóng các bạn. Lúc này hình như là khoảng tầm 3 giờ 20. Đó, bên tay phải có một cái chiếc UAZ các bạn, UAZ á. Thì đi trên những cái cung đường dài enduro thế này này, cái việc mà mỏi lưng mỏi đít là điều không tránh khỏi. Thì cứ chạy khoảng tầm 15-20 phút vậy các bạn, đứng lên để cho cái máu lưu thông xuống cái phần mông nè, phần đùi thì nó sẽ không có bị tê các bạn ha. Bây giờ thì các bạn nhìn bên tay trái thì thấy nguyên một cái dãy núi rất là hùng vĩ luôn các bạn ha, rất là chill. Đi những cung đường này thì đối với mình là những cái sự trải nghiệm. Mình nói chung là cũng không phải là dân chuyên nghiệp về cái cào cào hay là off-road các bạn. Mình cũng mới chơi thôi, mới chơi được khoảng 1-2 lần thôi các bạn. Thì thành ra là đi những cái cung này để mình có dịp là mình thử nghiệm, mình trải nghiệm lái, để mình có thêm những cái kỹ năng. Thì từ đó mình mới nâng cấp lên từ từ, mình có những cái skill. Sau đó mình mới có thể là chiến tốt những cái cung đường khó hơn. Bây giờ thì mình bắt đầu vô cái cung đường bắt đầu có đá sỏi một chút xíu. Thì những cái chỗ này thì các bạn có thể đứng lên thì nó sẽ êm ái hơn ha. Ngồi thì cũng được nhưng mà nó sẽ tê rần cái tay một chút xíu. Không biết có bạn nào có cái niềm đam mê thích chạy những cái con cào cào như thế này hay không? Thì quan điểm cá nhân mình á, thì mình thấy cái chiếc Honda XR150 á, là một chiếc xe rất là đa dụng. Các bạn vừa có thể là chở gia đình, chở con cái được nè. Các bạn có thể thồ đồ đi được nè. Các bạn vô những cung đường này rất là tốt luôn. Mà con XR150 nó cũng, mặc dù nó là xe ráp của Tàu nhưng mà nó cái độ bền của nó cũng cao các bạn. Chạy cũng tiết kiệm xăng nữa. Mà vô những cái cung đường dày là cái chuyện mà té lên té xuống là chuyện không thể tránh khỏi. Đối với những cái con cào cào á, cái dàn nhựa nè, cái khung gầm nè, thiết kế rất là chắc chắn, rất là bền. Các bạn té lăn lóc luôn mà xe nó vẫn cứ trơ trơ, nó không bị bể dàn mũ ha. Còn các bạn chạy những cái xe mà xe Indobon rồi đó, xe Naked Bike rồi á, vô những cái này mà té rất là xót tiền lắm. Bể dàn mũ là đi hết máy xị rồi ha. Còn mấy chiếc này thì nó chỉ bị trầy thôi chứ nó không bể nổi đâu. Trầy về mình có thể mình dán decal lại rất là đẹp luôn. Lúc này thì tụi mình hình như là bị lạc đường rồi. Những tour bạn đã quay đầu qua trở lại để đi cái hướng bên đây nè các bạn. Thì cái này đòi hỏi là cái người dẫn tour người ta sẽ đi trước á. Người ta sẽ lưu lại những cái truck log rồi nghiên cứu dựa trên cái khả năng của cái người đi cùng là cái skill có xịn hay không, có pro hay không, thì họ sẽ chọn những cái cung đường hợp lý. Rồi video phần này mình tạm dừng ở đây nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Xin chào.